Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Phố 247. Hiện tại thì em đang có mặt trên con hẻm số 97 của đường Trần Văn Xã nha anh chị. Ở đây là hẻm số 97 của đường Trần Văn Xã thuộc khu phố 3 của phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Thì hôm nay em có một cái căn nhà phố rất là đẹp luôn, gửi đến quý anh chị cùng xem tham khảo ạ. Đây, đây là vị trí của căn nhà này anh chị. Một cái căn góc hai mặt tiền rất là đẹp và rất là thông thoáng luôn ạ. Rồi, không để anh chị chờ lâu, bây giờ em sẽ vào bên trong quay cho anh chị cùng xem tham khảo ha. Đây là một cái căn nhà phố với cái diện tích đất là 93m², bề ngang của nó là 4m9 nha anh chị. Sâu vô trong là 19m. Nhà thiết kế theo phong cách hiện đại rất là đẹp luôn, một trệt một lầu. Rồi, bây giờ mời anh chị cùng vào xem tham quan ạ. Thì phía trước mình chừa một cái khoảng sân có chiều dài khoảng hơn 5m chút xíu nha anh chị. Có thể để được tất cả các loại xe ô tô luôn, từ bán tải cho đến xe nhỏ đều để được hết. Rất là đẹp luôn ạ. Hai bên thì trồng cây cảnh rất là thoáng. Sân này rất là rộng, mình có thể để ô tô bên này và mình đi bên này rất là thoải mái luôn nha anh chị. Nhà thiết kế rất là trẻ trung, rất là hiện đại anh chị ạ. Nhà là thiết kế là một trệt một lầu và mình có tổng cộng là 3 phòng ngủ nha anh chị. Đây, mời anh chị cùng vào xem tham quan phòng khách ạ. Đây là khu vực phòng khách này anh chị. Nhà thì căn góc cho nên là hai bên đều có phía bên hông đều có cửa sổ hết, thông thoáng, rất là thông thoáng luôn nha anh chị. Nói chung nội thất thì cũng đầy đủ hết rồi, mình chỉ cần dọn vào là ở thôi, chứ cũng không cần sắm sửa thêm gì nhiều anh chị ha. Đây là bộ salon nè anh chị. Thiết kế đèn chùm rất là đẹp. Phía sau phòng khách là lối cầu thang đi lên lầu 1. Đây là không gian của phòng bếp nè anh chị. Không gian cũng cực kỳ rộng rãi. Với cái vị trí này mình có thể đặt một cái bàn ăn rất là lớn luôn nha anh chị, có thể để được tới 6-7 người sử dụng luôn đó. Đây là khu vực gian bếp. Bếp thì đóng sẵn hết tất cả những cái kệ để đồ full hết trên tường luôn. Đó, cho nên mình có thể tận dụng, mình để được rất là nhiều đồ đạc ở đây. Thiết kế thì rất là sang trọng. Ở bên dưới là mình ốp đá nha anh chị. Cái này mình lau chùi quét dọn thì cực kỳ dễ dàng luôn ạ. Đây là khu vực mình để tủ lạnh nè anh chị. Bên này mình có một cái tủ nhỏ nhỏ thì mình có thể để trưng bày rượu trong đây nè anh chị. Rất là đẹp luôn. Bên hông này thì mình có 3 cái cửa sổ, 4 cái cửa sổ luôn. Rất là thông thoáng nha anh chị, buổi sáng là mình chỉ cần kéo cái rèm này lên là lấy ánh sáng trực tiếp tự nhiên luôn, không còn phải mở nhiều đèn anh chị ạ. Nhà thì xây dựng rất là đẹp luôn, đất thì vuông vức. Đây, ở phía sau cái gian bếp này, đây là cái khu vực phòng ngủ nha anh chị. Đó, khu vực phòng ngủ ở dưới rất là rộng rãi luôn, thích hợp cho nhà có bố mẹ là người lớn tuổi á, là mình để bố mẹ ở dưới đây rất là thoải mái luôn anh chị ạ. Bên đây là khu vực nhà vệ sinh, lavabo. Ngay đây mình thiết kế mình có thể để cái máy giặt ở đây, còn không thì mình để cây cảnh, một thêm một cái chậu cây cảnh đây nó rất là đẹp luôn. Rồi còn cái phần giặt giũ thì mình để trên lầu. Rồi đây là cái khu vực phòng tắm anh chị ha. Gạch thì ốp full hết luôn cho nên tạo cảm giác rất là sạch sẽ. Rồi mời anh chị cùng lên lầu 1 tham quan anh chị ha. Ở trên lầu 1 thì mình có hai phòng ngủ. Phòng ngủ trên đó thì nó rất là rộng rãi luôn ạ. Đây, mời anh chị cùng xem lại cái phòng khách. Phòng khách thì rất là đẹp luôn ạ. Trần thì thiết kế rất là cao cho nên cái nhà cảm giác rất là thoáng anh chị ha.
đó anh chị thấy nhà cái điểm lợi thế của lô gốc là hai bên cửa sổ, mình có cửa sổ rất là thoáng mát luôn ạ. Đây, đây là cái khu vực mình có thể để một thêm một bộ salon ở đây nữa, là một cái phòng khách nho nhỏ để gia đình có thể sum họp ở trên đây nè anh chị. Rồi bên trong này mình có một cái phòng ngủ khá là lớn anh chị ha. Phòng ngủ này thiết kế thì cũng rất là đặc biệt luôn. Mình có một cái ô lấy ánh sáng ở bên trên rất là sáng luôn nè anh chị. Để em tắt đèn cho anh chị xem ha. Đó, buổi sáng mà mình ngủ dậy là coi như là có ánh sáng nó vô là biết trời sáng luôn, rất là tuyệt vời. Phòng này thì rất là sáng, em thích cái không gian giống gì nè. Sáng mình ngủ dậy là ánh sáng nó sáng trực tiếp luôn, là mình biết là trời sáng luôn, khỏi mất công. Nhiều khi ngủ quên là thấy ánh sáng là mình biết là trời sáng mình dậy luôn. Đây phòng nhà vệ sinh nè anh chị. Thiết kế thì rất là đẹp. Bên này mình có một phòng ngủ nè anh chị. Phòng ngủ này thì có cái cửa sổ bên hông nè, rất là mát, rất là thoáng luôn. Phía trước này thì sử dụng làm cái gian thờ. Đây, phía trước này rất là đẹp luôn, có một cái ban công cực kỳ rộng luôn. Ban công này mình thiết kế được một cái bàn với 4 cái ghế rất là đẹp luôn để ngay khu vực này. Tối mình ngồi đây mình uống cà phê hoặc là trò chuyện với gia đình rất là tuyệt vời. Đây có cái mảng xanh nè anh chị, cây cảnh rất là đẹp luôn. Thì em xin nhắc lại thông tin về diện tích căn nhà này ha. Diện tích của căn nhà là 93m², ngang là 4m9, chiều dài là 19m nha anh chị. Diện tích xây dựng của nó là 180m². Đó là mình thổ cư là 100% anh chị nha. Thì cái giá bán của căn nhà này là 4.790.000.000 nha anh chị. Giá này là còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Anh chị nào quan tâm đến vị trí của căn nhà này và thích cái thiết kế này á, thì mình hãy liên lạc lại với bên em theo số hotline trên màn hình. Em sẽ dẫn mình đi xem trực tiếp và gửi sổ cho mình xem để mình tham khảo luôn anh chị ha. Nhà thì đầy đủ tiện nghi rồi. Về thì mình chỉ dọn và xưa mang theo những cái đồ dùng cá nhân của mình nữa là ở thôi, rất là tuyệt vời. Rồi em cảm ơn anh chị đã xem hết clip của bên em. Anh chị xem thấy hay nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái sản phẩm mới mỗi khi bên em có clip mới anh chị nha. Ngoài ra trên kênh thì cũng còn rất là nhiều sản phẩm về nhà phố rất là đẹp luôn, ở tất cả các phường trên thành phố Biên Hòa. Mình có thể lên đó tham khảo thêm để chọn cho mình được một căn nhà thật là ưng ý nhất nha anh chị. Rồi anh chị xem thấy hay nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những sản phẩm mới mỗi khi bên em có clip mới nha anh chị.